Ăn hết một phần. Đó đổ. Có nhiều khi video cũ quá hả? Xíu này Trinh lấy máy của Quay á, Quay cho đỡ phải bắn qua trên đường. Máy đen hả? Bánh này là rất là bình thường. Để cái máy này là được. Để máy này là được. Để máy này.
đủ chứ. Hai tráng hả? Còn tráng nhiều. Đau bụng không? Cầm cầm cái. Hai cái này là cái này. Còn tráng chưa? Em không để ý nó rồi 15 giây nó tắt rồi. Bắt nhanh lắm. Mấy chục giây là xong rồi, xong cái video rồi. Xong chưa? Xong rồi. Đã gửi rồi. Nghe chị xíu nha. Có bữa phong chứ là do mới xóa 70 cái video cũng mua dung lượng không cũng chắc lao rồi có đi thành ra bị nhiều. Xíu lấy cái màu đen qua cho đẹp. Xíu lấy cái máy màu đen qua cho đẹp. Mẹ ông xỉn mà trách chi.